tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, đất đai màu mỡ, phì nhiêu với những sản vật đặc trưng của vùng miền như gà Đông Tảo, nhãn khoai châu. Xã Đông Tảo đang không ngừng nỗ lực hoàn thiện các hạng mục, tiêu chí, phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất vào năm 2024. Anh Lê Quang Thắng ở thôn Đông Tảo Nam với 20 năm kinh nghiệm và là một trong những thành viên tiên phong trong phát triển mô hình nuôi gà Đông Tảo thương phẩm. Ban đầu chỉ là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, sưu tầm lại nguồn gen quý tại địa phương và sàng lọc tỉ mỉ cho ra giống gà thuần chủng. Đến năm 2016, nhận thấy tiềm năng phát triển của giống gà quý, anh tập hợp, gắn kết các hộ chăn nuôi, thành lập hợp tác xã chăn nuôi, kinh doanh gà Đông Tảo. Hiện hợp tác xã có 16 thành viên với khoảng 10.000 con gà. Từ đó, kinh nghiệm chăn nuôi được trao đổi thường xuyên giữa các thành viên, cũng như thị trường tiêu thụ được mở rộng khắp các tỉnh trong cả nước với khoảng 40 tấn gà thịt tươi mỗi năm và 15 tấn gà Đông Tảo ủ muối thành phẩm. Từ khi vào hợp tác xã là tôi được sự chia sẻ và giúp đỡ của các hội viên, công thức chăn nuôi nó thuận lợi và khi tiêu thụ sản phẩm thì nó tốt hơn. Chúng tôi có những cái sự liên kết rất là tốt về cái chất lượng con giống này, về chất lượng thịt gà này. Thì nó đã được nâng lên rõ rệt, thị phần khách hàng của chúng tôi cũng đã được mở rộng hơn. Thủ đô Hà Nội và Quảng Ninh, Hải Phòng, các tỉnh phía Nam thì mạnh nhất sẽ là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh thu là tương đối ổn định, là đạt khoảng 6 đến 7 tỷ đồng. Đó là một trong ba hợp tác xã hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp của xã Đông Tảo. Từ việc sản xuất nhỏ lẻ đến hình thành các hợp tác xã, phát triển kinh tế tập thể đã giúp cho xã Đông Tảo phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, nông nghiệp, công nghệ cao, quy mô lớn. Bên cạnh một làng nghề đã được công nhận, hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định công nhận hai làng nghề mới, gồm làng nghề quất cảnh Đông Tảo Đông và làng nghề đậu nghệ Đông Kim. Cùng với phát triển sản xuất, xã cũng đầu tư hàng chục tỷ mỗi năm để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và phát triển thương mại du lịch. Diện mạo cũng như đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Giá trị canh tác trên 1 hecta của xã đạt 290 triệu đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng một người trên năm. Rất phấn khởi khi thấy được sự thay ra đổi thịt trong xóm, trong làng. Các đường làng, ngõ xóm đã xây dựng và tiếp tục nâng cấp, chuyển đổi khu vực chợ sang một nơi khác, đảm bảo rộng rãi và khang trang hơn, tạo điều kiện cho nhân dân buôn bán. Đông Tảo là một trong những xã mà có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp. Trong đó xã có một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc sản. Thì chúng tôi cũng xây dựng tại khu vực hai làng nghề Dũng Tiến và Đông Tảo Đông sẽ là một cái làng nghề gắn với việc phát triển du lịch, nông nghiệp, xây dựng toàn bộ hệ thống mạng lưới giao thông, quy hoạch một điểm để chăn nuôi gà Đông Tảo trong khu vực này để gắn với cả phát triển du lịch làng nghề. Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đông Tảo, tin tưởng rằng đích đến để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất đã không còn xa tại đây.